Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, liên quan tới vụ sập cầu ở thành phố Baltimore của Mỹ, ngày 27 tháng 3, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ NTSB thông báo đã tiếp cận và thu thập được hộp đen của con tàu chở hàng đâm sập cầu Francis Scott Key, còn gọi là cầu Key Bridge, hôm 26 tháng 3. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết các nhà điều tra sẽ tiến hành phân tích dữ liệu trong hộp đen, cũng như làm rõ xem liệu nhiên liệu bẩn có phải là nguyên nhân khiến con tàu bị chết máy khi đang di chuyển và gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên. Trong khi đó, chính quyền Mỹ ngày 26 tháng 3 thông báo ngừng công tác tìm kiếm 6 người mất tích sau vụ việc. Theo các cơ quan chức năng, căn cứ vào nhiệt độ lạnh giá của nước sông và thời gian tìm kiếm, rất ít khả năng 6 người này còn sống nếu được tìm thấy. Những nạn nhân này nằm trong số 8 công nhân đang làm nhiệm vụ khắc phục ổ gà trên bề mặt cầu thì bị rơi xuống sông khi cầu sập. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 2 người, trong đó một người được chuyển đến bệnh viện do bị thương nặng. Ngày 27 tháng 3, phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban cho biết đã phóng hàng chục quả tên lửa vào một thị trấn của Israel gần biên giới với Liban vào sáng sớm cùng ngày. Động thái này nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel và một ngôi làng ở miền nam Liban một ngày trước đó. Hezbollah cho biết đã phóng hàng chục quả rocket vào thị trấn Kiryat Shmona của Israel. Vụ tấn công đã khiến ít nhất một công nhân trong một nhà máy tại thị trấn này thiệt mạng. Vụ tấn công trên nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel trước đó nhằm vào ngôi làng Heparize ở Liban. Các cuộc tấn công của Israel dường như nhắm mục tiêu vào trung tâm cứu trợ và khẩn cấp của Hezbollah trong làng, đã khiến 7 nhân viên của trung tâm này thiệt mạng. Trước đó, các cuộc không kích của Israel gần hai thị trấn ở đông bắc Liban ngày 26 tháng 3 đã khiến ba tay súng Hezbollah thiệt mạng. Các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah kể từ tháng 10 năm ngoái đã khiến ít nhất 338 người ở Liban thiệt mạng, phần lớn là thành viên của Hezbollah, nhưng cũng bao gồm gần 60 dân thường. Về phía Israel đã có ít nhất 10 binh sĩ và 8 dân thường thiệt mạng. Lực lượng Hezbollah tuyên bố chỉ dừng các cuộc tấn công vào Israel khi có một lệnh ngừng bắn tại dải Gaza. Ngày 27 tháng 3, Mỹ cho biết Israel đã đề nghị sắp xếp lại cuộc họp cấp cao về kế hoạch quân sự ở Rafah thuộc dải Gaza sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó đã hủy cuộc họp này. Đây được xem là một nỗ lực nhằm giảm căng thẳng giữa hai nước đồng minh. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Gary Nizin Piri cho hay văn phòng Thủ tướng Israel đã nhất trí sắp xếp lại cuộc họp về vấn đề Rafah. Hiện Mỹ đang phối hợp với Tel Aviv để lên kế hoạch vào một thời điểm phù hợp. Sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng không phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza, trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã có nhiều cuộc thảo luận với các quan chức cấp cao của Mỹ để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên. Hôm 26 tháng 3, ông Gallant đã tới Washington để hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Thưa quý vị, vào cuối tháng này, Ukraine sẽ nhận được khoản vay 1,5 tỷ đô la Mỹ do Anh và Nhật Bản bảo lãnh từ Ngân hàng Thế giới, thông tin được chính phủ Ukraine xác nhận ngày hôm qua. Theo Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal và Bộ Tài chính Ukraine, Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản vay 1,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine để hỗ trợ các chính sách phát triển, trong đó 984 triệu đô la Mỹ sẽ được Nhật Bản huy động, còn Anh huy động 516 triệu đô la Mỹ. Ukraine sẽ nhận được khoản vay vào cuối tháng 3. Bộ Tài chính Ukraine khẳng định khoản tiền trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ ngân sách nhà nước và tiến trình phục hồi kinh tế, cũng như dành cho khoản chi về an sinh xã hội. Chương trình trên cũng nhằm hỗ trợ tiến trình cải cách của Ukraine trong các lĩnh vực như quản trị doanh nghiệp, năng lượng tái tạo và nông nghiệp. Hồi tháng 2 vừa qua, các lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU đã ký kết gói viện trợ kinh tế trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine và được phân bổ trong 4 năm tới. QS sẽ sử dụng gói viện trợ để trả lương cho công chức, duy trì hoạt động của cơ quan chính phủ và hỗ trợ hệ thống phúc lợi. Ngày 27 tháng 3, nhà chức trách Nga cho biết 95 người vẫn đang cho là còn mất tích trong vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Krokus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow. Thông tin này dựa trên yêu cầu tìm thân nhân, bạn bè đã mất liên lạc vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Danh sách mất tích gồm những người không thể liên lạc được sau vụ việc và những người không nằm trong số các trường hợp bị thương hoặc thiệt mạng. Cho đến nay, 140 người đã được xác định thiệt mạng trong thảm kịch này. Hiện người nhà các nạn nhân mất tích hy vọng rằng một số người có thể vẫn còn sống. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn thống kê của cơ quan y tế Nga, tính đến sáng 27 tháng 3, số người bị thương trong vụ tấn công khủng bố trên đã tăng lên 360 người, trong đó có 11 trẻ em. Có tới 92 trường hợp bị thương đang phải nhập viện, 63 người đã được xuất viện và 205 người đang được điều trị ngoại trú.
Giới chức Nga cho biết đã có hơn 7.700 người tình nguyện hiến máu cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố, và hiện các cơ sở y tế có đủ thuốc và máu cho những người bị thương. Thưa quý vị, hôm nay Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố kêu gọi Pakistan điều tra vụ tấn công liều chết nhằm vào một nhóm công dân nước này ở miền Tây Bắc Pakistan trước đó một ngày. Vụ tấn công đã khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 5 người Trung Quốc. Theo cảnh sát địa phương, một kẻ đánh bom liều chết đã lái ô tô chứa chất nổ, lao vào đoàn xe chở các kỹ sư Trung Quốc làm việc tại dự án thủy điện Dazhou, Tây Bắc Pakistan, khiến một xe trong đoàn bốc cháy và rơi xuống khe núi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án hành động khủng bố này và cho biết đã yêu cầu phía Pakistan nhanh chóng truy tìm, trừng phạt những kẻ đứng sau vụ việc. Đại sứ quán Trung Quốc đề nghị phía Pakistan điều tra kỹ lưỡng, cũng như thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho công dân, các cơ sở và dự án của Trung Quốc ở nước này. Hiện chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào nhận tiến hành vụ tấn công. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã gửi lời chia buồn gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết sẽ điều tra và nhanh chóng đưa thủ phạm ra xét xử. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, theo báo cáo được công bố ngày 27 tháng 3, các tổ chức tư vấn kinh tế hàng đầu ở Đức đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng của nền kinh tế nước này năm 2024 từ 1,2% xuống 0,1%. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu cũng được cho là rơi vào suy thoái kỹ thuật sau quý đầu tiên của năm 2024. Báo cáo chỉ rõ nền kinh tế Đức đang gặp khó khăn và trong giai đoạn suy yếu kéo dài cho đến gần đây do các động lực tăng trưởng suy giảm. Một yếu tố nữa khiến nền kinh tế hàng đầu Liên minh châu Âu này đi xuống trong những tháng gần đây là các cuộc đình công làm ảnh hưởng đến cả hệ thống đường sắt và hàng không ở Đức, gây ra nhiều bất lợi cho hoạt động kinh tế và các lĩnh vực khác do nhiều chuyến bay và chuyến tàu bị hủy. Tuy nhiên, một điểm tích cực mà báo cáo chỉ ra là người tiêu dùng với sức mua đang phục hồi khi lạm phát giảm và tiền lương tăng ở nhiều lĩnh vực sẽ là nhiên liệu quan trọng nhất cho phục hồi kinh tế. Trước đó, chính phủ Đức cũng điều chỉnh giảm dự báo kinh tế, cảnh báo về khả năng rơi vào suy thoái kỹ thuật vào cuối quý 1 năm 2024. GDP của Đức giảm 0,3% so với cùng kỳ trong quý cuối cùng của năm 2023 và với hai quý tăng trưởng âm liên tiếp, hầu hết các chuyên gia cho rằng nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái kỹ thuật. Hôm qua, Nhật Bản thông báo sẽ có các biện pháp quyết liệt để ngăn đồng yên mất giá quá mức. Quyết định được đưa ra sau khi đồng nội tệ của Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm qua so với đồng đô la Mỹ trong phiên giao dịch cùng ngày. Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết sẽ theo dõi sát sao diễn biến trên thị trường ngoại hối với sự cảnh giác cao độ và có hành động thích hợp, đồng thời không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào để đối phó với biến động quá mức của đồng yên. Thông báo của Bộ Tài chính Nhật Bản được đưa ra sau khi đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm qua so với đồng đô la Mỹ ở mức 151,97 yên trên 1 đô la Mỹ. Nguyên nhân là do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì lãi suất ở mức 0%. Theo giới chuyên gia, nếu chính phủ Nhật Bản quyết định can thiệp vào thị trường tiền tệ, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ bán các tài sản được định giá bằng đô la Mỹ mà cơ quan này đang nắm giữ, ví dụ như trái phiếu chính phủ để mua đồng yên. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2022, chính phủ Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ. Ngày 27 tháng 3, lực lượng cứu hộ Nga cho biết đã tạm dừng hoạt động cứu hộ tại mỏ vàng bị sập ở tỉnh Amu, làm 13 thợ mỏ bị mắc kẹt do lo ngại nguy cơ gây sập sâu hơn. Theo thông báo, mũi khoan thăm dò thứ 3 tại mỏ khai thác vàng Pioneer cho thấy có nước trong hầm mỏ. Hai mũi khoan thăm dò trước đó cũng xảy ra tình trạng tương tự. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết lực lượng chức năng sẽ nghiên cứu lượng nước tích tụ để đánh giá độ sâu của mỏ và đưa ra quyết định tiếp theo. Hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ giám đốc điều hành mỏ Pioneer với cáo buộc vi phạm quy định an toàn và mở điều tra hình sự đối với vụ việc. Hiện chưa rõ số phận của 13 thợ mỏ mắc kẹt, lực lượng cứu hộ đã mất liên lạc và vị trí cuối cùng của các thợ mỏ này được ghi nhận ở độ sâu 147 mét. Ngày 27 tháng 3, giới chuyên gia của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cho rằng ngành năng lượng toàn cầu cần khoản đầu tư trị giá 14.000 tỷ đô la Mỹ để đáp ứng nhu cầu dầu mỏ được dự đoán có thể tăng lên tới 116 triệu thùng một ngày vào năm 2045. Giám đốc bộ phận nghiên cứu của OPEC, ông Ajay Al-Qahtani cho rằng khoản đầu tư cần thiết nói trên có nghĩa là ngành dầu mỏ thế giới cần số vốn đầu tư trung bình hàng năm 610 tỷ đô la Mỹ. Hồi tháng 1, OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ đạt hơn 106 triệu thùng một ngày vào năm 2025 và sẽ tiếp tục tăng trong hai thập niên tới. Do đó, khoản ngân sách này cần xem là ưu tiên của ngành dầu mỏ nếu các nước muốn duy trì an ninh nguồn cung và tránh những biến động không mong muốn trong những năm tới. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thế giới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.